Cùng vô cứu nào. Chị bộ đội lại gặp bờ. Chập choạng một bợm nhậu nhậu chục xì rượu ngọc lợn một loại rượu lậu. Bợm nò khệnh khạng giữa cột điện gặp chị bộ đội tại địa phận chạy lại. Chị bộ đội đổi chục hột vịt lộn thật nặng nhọc. Bợm gặp mặt chị đẹp tuyệt đỉnh tràn chị bộ đội lại bậy bạ. Chị sợ chạy gọi cụ thợ điện cạnh bệnh viện. Cụ thợ điện chạy lại dọa tụi bợm nhậu loạn thật. Có mấy là số gì à? Đoàn cụ nện một đạp thật mạnh. Bợm sạc xuộng. Cụ định dọa đặt ở. Đàn bợm nhậu đập cụ một chục gậy. Cụ vẫn nổi lực chịu trận. Bợm dùng loại lực đại lực thập lục gậy nên cụ một gậy mạnh tựa thập lục lực ngựa cụ đoàn tỉnh. Chị bộ đội quản ruột chỉ hận bợm nhậu tựa quả hận nhẹ nhẹ. Chị lượm chục hột vịt lộn chọi bợm nhậu. Bợm miệt thị nhục thiệt. Chị bực bội vẫn tuyệt mật nổi lực chọi bộp bộp bợm nhậu. Một chọi bợm xe mật, một chọi bợm xe thật, một chọi cực mạnh hai bợm nhậu xe mọi bộ phận. Thật lẹ bợm lộn ngược vẫn cực mạnh động lực đạp chị bộ đội một đạp dập ngực. Chị gượng dậy, lục lọi cặp tập một ngụm rượu bọ gậy. Chị vận lực, mặt chị trợn ngược, động mạch chị chạy rào rực. Ngực chị rực bụp bụp tựa tập tả. Chị dùng đoạt mệnh địa đào trận, điện xẹt xẹt xẹt, bụi bặm đậm đặc. Bầm loàng choạng bị sập trận đĩa. Chị chạy lại vận một lực cực mạnh, cực độc mạnh tựa một vạn lựu đạn nhật đập bầm nhậu. Bầm gục tại trận đại bại. Chị mệt nhọc lượm lại hột vịt, chị đổi hột vịt lộn lại chạy bộ đội. Chị lập tiệm nhậu phục hận, phục vụ bộ đội tại vị. Mọi cầu bộ đội phục chị. Mặt chị đẹp đôi lượm lại cực mạnh.